strategy, tức là chúng ta chọn cái cách hành xử đối với cái DB context khi mà đang được khởi tạo thì nó hành xử như thế nào. Nó có thể là tạo một cái cơ sở dữ liệu mới, nếu nó trong trường hợp nó có thể, một số trường hợp tôi nêu ra nha, bởi vì cái screencast này không phải là một cái screencast nhằm hướng dẫn cho các bạn về entity framework là cái gì, hoặc là DB context là cái gì. Tôi muốn hướng dẫn về code first mà thôi. Thì cái đối tượng DB context này nó sẽ có một số các cái thao tác với cơ sở dữ liệu, trong trường hợp là cơ sở dữ liệu chưa có tồn tại, hoặc là cơ sở dữ liệu đã có tồn tại rồi, hoặc là chúng ta có một số thay đổi trên model và chúng ta muốn cập nhật vào cơ sở dữ liệu, thì chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng DB context để chúng ta thực hiện cái thao tác đó trước khi chúng ta làm các cái thao tác khác với cơ sở dữ liệu. Ok, thì về thì là chúng ta sẽ quay lại cái mã lệnh của chúng ta. First. Vậy thì chúng ta sẽ làm gì đây? Ok, nhưng mà trước khi mà làm cái việc là làm việc này thì chúng ta sẽ viết nhiều hơn một chút. Ví dụ giống như là chúng ta lấy dữ liệu ra vân vân ha. Thì tôi sorry các bạn là tôi chưa có cái này, tôi sẽ ghi vào cái này là thêm vào đây ha. Tôi sẽ không nghĩ như vậy, chúng ta sẽ ghi là system save đã có bao nhiêu phần tử đã được lưu lại. Tiếp theo tôi sẽ thêm vào một số cái phân tích, ví dụ như là tôi chịu gọi là console write lại. Chúng ta sẽ tạo sản phẩm mới là một cái thức ăn, sau đó thì chúng ta sẽ product name bằng console dot read lại. Ok, tiếp theo đó thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sản phẩm mới bằng cách làm ra product là new product. Ta sẽ có là name bằng product name. Ngay đây thì chúng ta có sẽ xây lại hay chưa, thì xin thưa các bạn rằng là nếu như trong trường hợp này chúng ta gọi db.product .save.add thì nó sẽ mắc lỗi ngay, tại vì chúng ta chưa quy định cái category của product là gì. Vậy thì là chúng ta sẽ tìm cách chúng ta lấy cái category mà chúng ta đã lưu lại lên trước khi chúng ta làm cái việc này. Thì ở đây tôi sẽ là và query bằng from c in db dot category where c chúng ta phải reference vào system link quy trước khi thực hiện câu lệnh link quy. C dot name equal bằng với chữ là food, và tôi sẽ select cái C, sau đó thì tôi sẽ lấy cái giá trị trả về là first hoặc là default, tức là first hoặc là new ha. Rồi, và chúng ta sẽ không phải là query mà chúng ta sẽ ghi là var food. Sau đó thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái câu lệnh một chút, thì chúng ta sẽ ghi là category bằng food. Ok, thì các bạn thấy rằng là chúng ta có một cái đối tượng category
chúng ta đã save lại, thì cái đối tượng phú này nó cũng lưu trữ một cái đối tượng về category nó tương tự với category trên này. Và tôi cũng không có nắm chắc rằng là phút này nó lấy lên có đúng hay không, nhưng mà tôi nghĩ là nó đúng thôi, nó sẽ giống với category này. Thay vì các bạn ghi là food, các bạn có thể ghi là category. Và khi mà các bạn đã xây một cái đối tượng vào cái database bằng cách gọi cái câu lệnh là ví dụ giống như db.category.add, thì các bạn đã đặt cái sự quản lý cho cái đối tượng đó vào cái DB context. Và nếu như các bạn thay đổi một cái trường của đối tượng đó, thì khi các bạn gọi db.saveChange thì cái sự thay đổi đó nó sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu. Đúng rồi. Và tới ngang đây thì các bạn có thể gọi câu lệnh saveChange như thế này: db.product.addProduct, và các bạn gọi câu lệnh saveChange db.saveChange. Hoặc hay hơn nữa, tôi sẽ copy cái này ha. Tôi copy cái này. Tôi copy cái dòng lệnh này. Tôi dán xuống đây. Tôi cũng gọi cái việc là tạo một cái name mới. Nếu nó là fruit, một cái mới, một cái name mới, và tôi sẽ lấy cái product name, sau đó tôi sẽ vá product 2 là như vậy. Nhưng ở đây tôi không lấy cái này, tôi sẽ lấy là gì? category.product.addProduct2, sau đó tôi gọi save change. Thì các bạn xem là hai cái sản phẩm này nó có được vào hay không nha. Đó. Rồi. Thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ bỏ cái dòng lệnh đi, và chúng ta đã tạo ra cái category có tên là food rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhập vào cái các cái product mới thôi. Ok. Thì chúng ta sẽ thử chạy cái ứng dụng này. Enter name for new food thì chúng ta sẽ ghi là ví dụ như là cheese. Sau đó thì tôi sẽ điền tiếp một cái tên mới trong cái food mà ví dụ như là tôi sẽ ghi là beef, là thịt bò đấy. Ok. Xong, tôi đã chạy xong ứng dụng. Và sau đó thì tôi sẽ vào đây, tôi sẽ lấy edit top. Ok, và các bạn thấy rằng là chúng ta có hai cách để mà lưu cái đối tượng product. Một là chúng ta sẽ quy định rằng là category của nó là food. Sorry. Thực ra là như thế này nó chắc chắn nó không chạy đúng ha. Các bạn thấy rằng chúng ta nào tạo cái đối tượng product, sau đó chúng ta add product đó vào. Và chúng ta save change lại, chúng ta không cần là gì đó. Chúng ta không cần phải làm cái việc là lấy cái db.product.addProduct. À, các bạn cũng có thể thông cảm với tôi nha, bởi vì cái bài giảng này tôi không có chuẩn bị trước, cho nên là các cái thao tác của chúng ta nó sẽ chậm hơn một chút so với bình thường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ